Chào mừng các bé đến với kênh Gia Huy TV nha. Thì hôm nay chị sẽ giới thiệu đến các bé một số con vật ăn thịt và ăn cỏ nha. Đố các bé, đây là con gì nào? Wow, đây chính là con voi. Và con voi thuộc loại động vật ăn cỏ nha các bé. Wow, cân nặng của con voi này thì thật sự là rất nhiều. Và tính bằng, phải gọi là tính bằng ngàn kg chứ không phải là tính bằng vài chục kg nha. Thậm chí có con nặng tới vài tấn. Đó, các bé, đây là con voi nha. Và voi chính là động vật ăn cỏ nha các bé. Wow, đố các bé, biết con gì đây nè? À, đây là con hươu cao cổ. Hươu cao cổ cũng là một loài động vật ăn cỏ nha. Và thường chúng thích ăn lá cây, ăn những cái lá trên cây cao thật là cao, có thể cao 7-8 mét. À, đây là một loài động vật ăn cỏ to lớn nhất trên thế giới nha các bé. Rồi, đố các bé, đây là con gì nào? Bé nào biết nè? Wow, đây chính là con tê giác. Và các bé thấy tê giác giống con gì nè? À, đúng rồi, tê giác giống con trâu. Đúng nè, nhìn là tê giác nó lớn hơn trâu rất nhiều lần nha. Wow, đây là con tê giác. Và đây cũng là một loài động vật ăn cỏ nha các bé. Wow, đố các bé, đây là con gì nè? À, đây chính là con hổ nha. Hổ là thuộc họ nhà mèo. Và hổ chính là một loại động vật ăn thịt cũng khá là to lớn nha. Và các bé ơi, khi mà hổ đi săn thì thường hổ chỉ đi săn một mình thôi. Và đi săn 10 lần thì chắc chắn 8 lần con mồi sẽ không bao giờ thoát được nanh vuốt của con hổ nha. Wow, đây là con hổ nha các bé. Bé nào biết đây là con gì nào? Wow, đây chính là con gấu. Và gấu cũng là một loài động vật ăn thịt to lớn. Gấu có bộ lông rất là dày và thường sống ở những khu xứ lạnh. Và gấu là một loài động vật đi săn mồi cũng khét tiếng trong rừng nha. Các bé ơi, khi chúng ta đi đến sở thú hoặc đến những nơi nào mà có những loài động vật như thế này thì chúng ta nên cẩn thận nha. Đừng vì một chút tò mò mà sẽ làm cho những con vật này nó sẽ làm bị thương chúng ta đấy nha các bé. Wow, bé nào biết đây là con gì nữa nè? Wow, đây giống con báo đốm quá ta. À, đúng rồi, đây chính là con báo đốm. Và báo đốm cũng thuộc một loại động vật ăn thịt nha. Và báo đốm thường thường thì đi săn cũng đi một mình chứ ít đi theo bầy đàn. Và đây là một con vật biết leo cây nha. À, đây là một con vật ăn thịt. Và con mồi nào mà gặp con báo đốm này thì chắc chắn cũng khó lòng mà thoát thân đấy các bé ơi. Wow, và clip hôm nay của kênh Gia Huy TV đến đây là hết rồi. Thì clip hôm nay chỉ làm ngắn thôi nha, giới thiệu cho các bé một số con vật ăn thịt và ăn cỏ đơn giản thôi. Thì những clip sau chị sẽ giới thiệu cho các bé nhiều loại con vật hơn và làm nhiều clip mới hơn nha. Thì để theo dõi clip của kênh của Gia Huy TV thì các bé vui lòng nhấn like và nhấn subscribe theo dõi để nhận được clip mới nhất khi có clip xuất hiện nha. Cảm ơn các bé theo dõi và chào tạm biệt các bé. Bye bye.